sẽ được trang bị pin siêu khủng. Các thông tin về Galaxy S11 tiếp tục dò dỉ trước ngày ra mắt. Mới đây, hình ảnh viên pin của Galaxy S11 cộng được Safety Korea phê duyệt đã lộ diện. Viên pin có tên mã EBBG988ABI, tương ứng với mã SMG988, mà chúng ta đã biết là của Galaxy S11 cộng trong danh sách thiết bị mới mà Geekbench tiết lộ cuối tháng trước. Theo đó, S11 sẽ được trang bị viên pin có dung lượng lên tới 5.000 mà. Từ hình ảnh dò dỉ. Galaxy S11 Plus sẽ có viên pin dung lượng tối thiểu là 4855 mA và tiêu chuẩn là 5000 mA, đây được xem là viên pin có dung lượng lớn nhất trang bị cho các flagship của Samsung cho đến thời điểm hiện tại. Trước đó, S10+, chỉ được trang bị pin 4100 mA trong số các smartphone hiện tại của hãng này, hiện tại chỉ có Galaxy M20 và M30 dùng pin 5000 mA, viên pin lớn được xem là phù hợp với Galaxy S11+, do smartphone này được cho là sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 6.9 inch với tốc độ làm mới 120Hz. Ngoài ra, Galaxy S11+ cũng được đồn đoán dùng chip Snapdragon 865 hoặc Exynos 990, RAM tối đa 12GB và dung lượng lưu trữ 512GB. Hệ thống camera sẽ có cảm biến 108MP mới và camera zoom 5x.